Bọn này thì nó có một cái đặc điểm là cái lông của nó là cho dù có không tắm thì mùi nó không thơm, nhưng mà nó không có mùi hôi. Chó Bắc Hà xù trắng, mọi người có nhận ra em nào đây không? Đấy là em Lau, em được cho bản. Hôm nay sẽ quay cho mọi người xem cả một dàn Lau và bốn con cái của cái đàn trước. Đó, thần thái chưa? Ơi, là em cái. Em cái của đàn trước. Em cái của đàn trước mà mình giữ lại, thả cùng với Lau. Có bốn con ở đàn này, giữ lại bốn con. Đây. Bây giờ thì đuôi của chúng nó, bây giờ đuôi của chúng nó bắt đầu là nó đến cái đoạn đuôi bông xù. Đó. Tuyệt đẹp luôn. Da phấn sờ. Đó. Đẹp chưa? Đứa thứ hai. Đã có hai đứa ra. Vẫn còn hai đứa nữa. Cái đàn trước này thì ở cái giai đoạn này nó ra, chúng nó làm 12 tháng. Thay lông chưa xong hết. Đuôi vẫn phất cờ rồi nhưng mà vẫn chưa phải là cái mức đuôi tối đa của nó. Đuôi tối đa của nó thì mọi người nhìn con mẹ con Queen lúc mới bắt về. À. Bất kỳ một con nào, con Bắc Hà là đuôi nó vắt ở trên lưng khi nó di chuyển. Vắt luôn ở trên lưng. Đó. Mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt về màu lông. Cùng là một cái con trắng, như con trắng tinh và con trắng màu kem. Trắng hơi phớt vàng. Con đực này là cái con trắng hơi phớt vàng này. Hai con cái này, đây, nhìn cùng ở trên video mọi người sẽ thấy. Ở trên video thì mình thấy có anh bắt cái đàn cọc của mình thì anh ấy nói đây con thứ ba. Anh ấy nói là khi mà nhận con chó là cái con chó ở bên ngoài nó trắng hơn con chó ở trong video. Nó trắng hơn, màu trắng của nó trắng tinh. Màu của nó là màu trắng tinh chứ nó ở trên video thì mọi người nhìn có thể màu nó không trắng lắm. Do cái tương phản màu sắc thôi. Còn thực tế là màu nó trắng toát đấy. Lăng xăng. Chào mấy đứa. Xin chào. Ra đây nào. Đây. Ra đây. Nào lại phi vào cái máy quay của anh. Nó còn đang phấn. Đây chúng nó còn đang thì máy nô. Đấy. Bốn con cùng đàn. Đó. Đây là từ bé đến giờ chưa tắm lần nào đâu. Chưa một lần tắm. Chúng nó còn nghịch ngậm là có thể chúng nó ra cho nó đào đất rồi tí chúng nó nô nhau rồi chúng nó đạp lên người nhau nữa đấy. Nhưng mà lông của nó nhìn màu của nó vẫn là màu trắng muốt. Đây cái đuôi này. Đó. Đi vệ sinh xong đi rồi vào đây chơi. Đó. Bắc Hà xù đây. Cho nó lại gần đây thì nhìn kỹ được cái bầm lưng với bầm cổ này. Đấy. Đây là nó vẫn chưa dậy hết bầm đâu. Bầm này mới chỉ đạt được khoảng tầm 70% thôi, cả bầm và cả đuôi. Có con đực kia là cái đuôi của nó là đuôi đủ kìa. Còn mấy con cái này vẫn còn đang thiếu. Bầm cũng bầm và đuôi đều mới chỉ đạt được 70% thôi. Đó. Cái con cái của cái đàn này nó rất là to con. Nó giống con bố và con mẹ. Nó ở cái trạng 24 cân, khoảng tầm 24 cân. Nó còn to hơn cả con mẹ nữa cơ. Con mẹ nó nuôi ở trên bản nó còn không đầy đủ dinh dưỡng bằng. Cho con nuôi ở dưới xuôi là nó còn to hơn. Đây. Đó. Đang đi tìm hiểu. Quá xinh luôn. Đây, một dàn luôn. Ừ. Vào nhà mà có 10 con như thế này, nó ra nó đoán thì tưởng tượng nó phê như thế nào.
Mà bác Hà này là một cái giống chó ta nuôi gần người nhiều đời, thành ra là nó rất là thuần người và nó ở rất là sạch. Đang ra đang dứt cỏ. Quay như thế này, nó đứng ở đây thì thành ra này quay lại hơi ngược sáng. Đây, cứ chơi đi. Ra đây. Cái cỏ này xước mà. Nào, ra đây. Bình thường thì nhau vào để anh xoa, ra đây thì lại sợ bị nhốt vào à? Hả? Có bảo, ra đây. Ra đây, con còi. Ừ. Còi ra đây. Kệ xuống nó. Cho xuống nó chưa? Còn chơi thoải mái, còn lâu mới vào. Ra đây. Sát vào đây. Cái đống cỏ này nó xước mà còn cứ dứt. Đó, nhìn cái đuôi của nó. Thành ra là chúng nó sợ bị bắt vào lại trong chuồng. Gọi nó không lại. Gọi không lại vì nó sợ bắt vào trong chuồng. Vì đợt này là lâu rồi không cho ra. Mùa này xương nó độc. Chứ còn nếu mà ngày nào cũng cho ra thì nó xoắn vào chỗ chủ ngay. Đây lâu lâu mới được ra một bữa ra chơi. Lâu rồi. Được ra ngoài tại vì ở trong chuồng, cái ô chuồng của chúng nó cũng có chỗ để chúng nó vận động. Thế cho nên là rảnh thì cho ra ngoài chơi thôi. Còn ở trong chuồng nó cũng đã ok, cái chỗ nó vận động thoải mái rồi. Nhưng con chó mà nó được thả ra ngoài như thế này là nó mới là tối ưu rồi. Con kia đúng không? Con kia là con quái đúng không? Nó sợ tóm vào. Ừ, quá xinh luôn nhỉ. Không bắt vào đâu, chỉ cân thử xem bao nhiêu cân thôi. À, cho nó tụ vào để cân thử xem là cái con mấy cái con cái này là nó bao nhiêu cân. Con chó tơ 20 cân. 12 tháng. Người không thừa một giọt mỡ nào. Ở cái bộ khung này nếu mà đây là mình nuôi hạt. Nếu ở cái bộ khung này mà mọi người mà cho con chó ăn cơm thì con chó nó có lẽ là cân của nó sẽ tăng lên khoảng tầm 1 cân rưỡi 2 cân vì nó bị tích mỡ ở dưới da. Ăn cơm mà nó bị tích mỡ ở dưới da, nhưng mà con chó ăn cơm thì nó sẽ không nhanh. Nó không nhanh bằng cái con chó mà nó được ăn cái chế độ hạt. Tất nhiên là với cái con chó ta này thì mình vẫn nói là nếu nó ăn cái chế độ hạt nó hơi thừa đạm một chút. Nó hơi thừa đạm. Vì cái chế độ hạt này, chế độ hạt dành cho con chó Tây. Chó ta thì cái nhu cầu về đạm nó ít hơn. Nhưng mà nó không bị dư mỡ. Nhìn con chó nó nhanh thoăn thoắt mà nó vui vẻ, nó khỏe. Đây là chân dung của thanh niên lau. Đây. Lúc nào nó hóng cái gì đấy nhìn. Nó hóng cái gì đấy thì nhìn cái dáng của nó. Đó. Đó, hai màu đó. Trắng muốt và trắng kem. Đó. Quá xinh luôn. Chúng nó rất giống nhau trong cùng một đàn. Phân biệt là cũng khó phân biệt đấy chứ. Hiện tại là con nào cũng né chủ vì sợ là bị bắt vào chuồng luôn. Nhanh lắm. Tuyệt vời luôn. Những con kia thì mới đạt 70% thôi.
Chờ một tí anh Toàn anh lấy nước kìa. Ấy. Hai giống chó của người Mông. Một giống Mông Cọc và đây là giống Bắc Hà. Bắc Hà Sù. Gọi là giống chó Bắc Hà là gọi là giống chó Bắc Hà Sù là vì là cái giống chó này nó tập trung nhiều ở vùng Bắc Hà của Lào Cai giáp với Hà Giang. Nhưng nó giống với con Mông Cọc, nó đều là cái con chó của người Mông và nó đều là con chó mà hầu như là người Mông nuôi. Đó. Con này với lại con Mông Cọc có thể nói là hai cái con âm dương nó gọi là âm dương của nó là nó một âm một dương. À, con Mông Cọc thì đuôi nó cọc luôn, coi như nó không có đuôi, nó tịt đuôi luôn. Và tai nó dựng. Cái con Bắc Hà này thì cái xu hướng tai của nó là xu hướng tai cụp và đuôi của nó là đuôi nó vắt trên lưng. Còn con Bắc Hà này đây là khi mà mình nuôi ở cái chế độ dinh dưỡng đủ nhá, hoặc là nuôi nó ăn nó béo thì cái tai của nó cũng sẽ là cái tai cụp. Nhưng mà nếu mà cái con Bắc Hà này, cái con chó Bắc Hà này khi nuôi đầy đủ dinh dưỡng thì tai nó sẽ cụp như thế này. Nhưng nếu mà nuôi mà ở trên đồng bào ấy thì mọi người sẽ thấy là những cái video mà người ta đi tìm chó ấy, con chó của nó tai nó hơi bênh, tai nó hơi bênh. Đấy là một cái điều hoàn toàn bình thường. Trong cái điều kiện nuôi mà cái dinh dưỡng con chó nó không đầy đủ ở trong giai đoạn nó lớn lên thì nó sẽ ra như thế. Giả sử như con Lau này cũng là một cái con chó mình mua ở trên bản về này. Mọi người sẽ thấy nó rất là đẹp. Nhưng cái tai của nó hơi bênh một chút. Như nó không như là hoàn toàn giống như là những cái con tai, những con cái mà mình nuôi ở đây từ bé. Còn cái con chó ở trên bản người ta nuôi trong giai đoạn con chó nó lớn lên, nó lớn chậm. Nghĩa là cái dinh dưỡng của nó không được đầy đủ thì sẽ rất nhiều con cái tai của nó sẽ là tai nó hơi bênh, gốc tai nó hơi bênh. Nhưng mà là xu hướng tai cụp chứ không phải tai dựng, nó không phải là cái tai dựng. Mà nó là cái tai nó hơi bênh, nó vẫn là tai cụp nhưng tai nó hơi bênh. Như đấy mọi người nhìn bốn con này này. Là bốn con này là con của con Kinh và con Queen. Là hai con tai bênh đấy. Tai bênh bắt ở trên bản về nhưng mà bốn con nuôi ở đây thì tai nó lại cụp. Đó. Bây giờ là nó 12 tháng rồi này, cụp hay này dựng thì cái câu chuyện của nó sẽ ra được vấn đề ngay. Còn những cái con ở trên bản, những cái con gốc bản, đồng bào người ta nuôi. Người ta nuôi cho bố mẹ, người ta giữ lại cho con người ta nuôi. Có những cái nhà người ta nuôi mấy đời chó, chứ nó có phải là ít đâu. Mà nó chuẩn đét như thế thì chỉ có một cái đặc điểm như thế thì lại đánh loại. Trong khi ở trong bảng tiêu chuẩn thì có ghi rõ là với cái tai là phải tai dựng thì mới bị loại. Còn cái tai của nó tai bênh nó có phải tai dựng đâu. Lẽ ra là không được phép loại. Không được phép loại những con đấy theo đúng bảng tiêu chuẩn. Nó không phải là tai cụp theo đúng như định nghĩa tai cụp, nhưng nó cũng không phải là tai dựng. Mà trong bảng tiêu chuẩn thì ghi rõ là tai dựng thì sẽ bị loại. Đấy là về cái lỗi ở cái tai, là cái lỗi loại bỏ, là tai dựng là sẽ loại bỏ. Nhưng đây nó có dựng đâu. Nó chỉ bênh thôi. Nó vẫn là xu hướng tai cụp đấy. Đó là một cái chia sẻ nhỏ liên quan đến cái tai của con Bắc Hà. Đây là những cái con chó, là những con chó bản đây. Và ở trong cùng một video mọi người có thể nhìn thấy con chó bản luôn. Đây là con Lau này, là con chó bản này. Bắt ở trên bản về này. Và cái đời thứ hai của con chó bản là đây là bốn con này. Bốn con cùng một đàn nhé. Để mọi người có thể là mọi người nhìn nhận được. Giả sử như là nếu mà nó đẻ ra đàn này nó có 6 con. Đàn có 6 con thì mình nhượng đi 2 con. Thì có một con hôm vừa rồi lấy giống là có quay video đó là cái con cùng đàn này. Thì nó cũng y xì như bọn này. Nó nhỏ con hơn một tí tẹo. Nó bằng cái con nhỏ con của cái đàn này. Đó. Nhưng mà cái con đấy thì nó phát sớm hơn. Con đấy là cái, nó nuôi một mình nó phát sớm hơn là cái bộ lông của nó. Là nó như là cái bộ lông của cái con mà phát lông sớm nhất là nó như con này. Đó. Đó là cái đàn nó có 6 con.
thì bán đi 2 con, để lại 4 con. Thì cái kiểu hình của chúng nó là nó tương đồng, chứ không phải là đàn đẻ ra là con cụp, con dựng. Với Bắc Hà này thì nuôi để cho nó bênh tai thì hoàn toàn nuôi được, để cho nó bênh tai. Trong cái giai đoạn nó lớn cho nó ăn ít, cho nó ăn ít, cho nó thiếu chất như là ở trên bản nuôi thì nó sẽ bênh tai. Còn nếu mà ăn uống đầy đủ thì tai nó sẽ không bênh đâu. Đó. Nhưng mà một cái giống chó nó đâu phải là chỉ có một cái tai là nó định hình một giống chó. Thôi mấy đứa ra kia chơi. Đây bây giờ bắt đầu chơi chán rồi, quay vào chỗ gần chủ chơi rồi. Chơi chán chưa? Đó. Đó. Và nhìn nếu mà nhìn so ra thì cái giống Bắc Hà này nó cũng to chó đấy. Nhìn nó cũng to, nhìn trông nó cũng tướng tá để trong nhà là nhìn nó cũng khá là uy lực. Vì con chó là 20 mấy cân nhưng mà nhìn nó to nó sẽ phải tương đương với con chó 30 mấy cân của chó Tây. Vì chó ta thì là người nó mỏng người chứ nó không dày người. Trong cái dàn Bắc Hà này thì lẽ ra là đến đợt chứng nhận giống rồi này, nhưng mà nó hết suất rồi, không chứng nhận giống được. Chứ đúng ra là dàn 4 con này là sẽ là cái dàn cho đi chứng nhận giống. Như nó hết lượt rồi, hết lượt chứng nhận giống rồi, hết lượt đăng ký rồi. Nên là sẽ để cho nó đẻ. Đó, nhìn những cái đuôi. Đó, hai thể loại, cái này có thể gọi là hai thể loại trắng, một thể loại trắng kem và một thể loại trắng muốt. Nhìn này thôi nhưng mà nhìn ở bên ngoài, nhìn thực tế thì cho nó trắng lắm. Trắng muốt đấy. Trong video thì nhìn nó cái độ màu nhưng mà có cái con vàng. Nào, không ấy công nước của anh. Có cái con trắng kem này nó ở bên cạnh thì nhìn thấy cái độ tương phản của nó. Nhích lên quát luôn. Đây bầm lưng đây, nó đứng gần này. Bầm lưng bầm cổ. Đây. Đó. Có con dậy sớm, có con thì nó phát sớm, có con nó phát muộn. Nhưng mà đều là đang phát rồi. Nhưng đây chưa phải là cái bộ lông gọi là đầy đủ của nó. Đây mới chỉ đạt 70% thôi. Bộ lông đầy đủ của chúng nó thì nhìn con mẹ của chúng nó sẽ thấy được cái bộ lông đầy đủ của chúng nó. Đuôi nó sẽ phát hơn một tí nữa. Hoặc là nhìn con chị con bông mà mình có quay lúc trước, cái thời điểm quay con bông ấy là lúc đấy là nó khoảng tầm 14 tháng. Bọn này là bây giờ đang là 12 tháng. Còn 2 tháng nữa để nó phát lông, 2 tháng nữa mình sẽ quay lại bọn này. 1-2 tháng nữa nó dậy đủ lông thì sẽ quay lại. Khả năng là lúc đấy là tất cả đều đã lấy giống rồi. Có con bụng to rồi. Tụ vào đây hả? Anh Toàn gọi mà, ra chỗ anh Toàn đi. Thế. Ôi giời. Ra đây chơi nào. Ra đây. Thế nào ra đây chơi. Mấy cái cây này mà nhìn thấy thì nhỏ đi luôn. Không để ra nó mọc gì. Không, những cái cây xích vào đây. Có đứa nào xích vào đây này. Xích ra đây ngồi trên cỏ này. Ra đây. Xích vào đây chứ chỗ đấy nó hơi lệch máy quay. Ở đây mới là ở giữa này. Nào ra đây nào. Cỏ thì cái nền vườn này về sau là sẽ phủ cỏ kín hết luôn. Bây giờ thì mới bắt đầu, mới dọn sơ sơ thôi. Ra đây. Bình thường thì nó xoắn, chỗ nó xoắn xít vào chỗ chủ đấy, nhưng mà đây là kiểu sợ bị tóm vào.
sợ là ra ngoài được ra ngoài chơi một tí là lại phải vào ngay, cho nên là anh hùng núp lại gần nhưng mà không cho tóm. Con lau ra đây xem nào, ra đây ngắm tí xem nào. À đây, tiến về đằng trước. Ừ, nhìn máy quay kia mà. Tiến lên đây, đứng ở đây, đứng ở đằng trước anh này. Đúng rồi, đứng yên đấy. Đẹp dai chưa? Lại chạy. Nào. Một đứa đi vào đây. Đứa nào đuôi đẹp nhất? Đây, đứa này, thằng này, con này đuôi phát nhất này. Ra đây. Đây, người nó đang thì con chó nó đang đang là con chó thanh niên thôi, nó rất là mảnh chó. Người nó rất là mảnh. 20 cân. Khi thì bây giờ nó 20 cân thì khi mà nó trưởng thành lên thì nó sẽ phải nó trưởng thành nó đẻ thì nó phải ở cỡ 24 cân. Vì đơn giản là so chiều cao của con chó con với con chó mẹ là con chó con hiện tại bây giờ nó cao hơn con chó mẹ một chút. Mà con chó mẹ là ở cái quãng 23, 24 cân. Ra đây. Máy quay ở đây ta đã cố tình cho lệch ra rồi mà gần xích cái đây nè. Tất cả xích ra đây. Đấy. 10 có 10 con này. Dự định là sẽ có sớm có 10 con như thế này ở trong trại. Bây giờ này hiện tại bây giờ mới đang được đây là 5 con này. 5 con cộng với lại cái cặp bố mẹ nữa là 7. Và cộng với lại một con đàn trước, đàn đầu giữ lại nữa là 8. Nhưng mà phải trừ đi một con đực. Vì nếu mà muốn thả chung ấy là sẽ phải thả thành hai đàn. Hai đực không thả cùng với nhau được. Thế thì như thế là sẽ phải tăng thêm con số 4 con nữa thì mới đủ 10 con. Phải 4 con nữa. Cho trẻ là cần phải 4 con. 4 con thì ở cái đàn này, ở cái đàn Bắc Hà lần này tức là đàn cùng bố cùng mẹ. À đâu, đàn con mẹ là cùng bố mẹ với lại bọn này. Và cái con bố là con lau kia luôn. Thì ở cái đàn này là đẻ ra là có 3 con cái và 2 con đực. Thì 2 con cái là bán rồi, giữ lại một con, giữ lại một con cái. Và chắc là sẽ cố gắng giữ lại một con đực. Nhưng mà đấy, những con đực giữ lại thì sẽ không tính vào cái quân số được. Vì đực thì không thả chơi chung được, cái thả chung thôi. Đực là chỉ một con với lại thả chung với cái thôi. Chứ còn thả ra mà có con đến bình thường có thể cho nó chơi với nhau bình thường, nhưng khi có con cái lên giống là chúng nó bụp nhau ngay. Sẽ phải thêm, coi như là đàn này sẽ giữ lại 2 con. À, chờ con mẹ của đó. Chờ con mẹ của bọn này nó sắp đẻ nữa. Con mẹ của bọn này nó sắp đẻ cũng với con đực mới này. Thì cái đàn đấy chắc là có thể giữ lại đàn đấy thêm 2 con nữa, 2 con hoặc 3 con nữa là sẽ đủ quân số, đủ quân số cần. Có cái con không? Có thể giữ 2 con đó. Bọn này thì nó có một cái đặc điểm là cái lông của nó là cho dù có không tắm thì mùi nó không thơm nhưng mà nó không có mùi hôi. Tức là nuôi ở trong nhà nó không bị ảnh hưởng mùi. Còn nếu mà tắm cho nó thì nó thơm phức. Đây này chưa tắm nha, để hôm nào mình sẽ tắm để cho trời nó nắng lên một cái là sẽ tắm cho một loạt cả 4 con này luôn một lần. Tắm cho chúng nó luôn để xem nào tắm xong thì chúng nó còn trắng nữa. Vì đây là cái bộ lông của chúng nó là bộ lông chưa hề được tắm lần nào. Chưa được tắm bao giờ cả, từ bé đến giờ luôn. Ngày bé mà chúng nó ăn, chúng nó có lúc ăn nước này kia, chúng nó chơi với nhau, chúng nó có bẩn thì lấy cái khăn lau thôi, chứ không tắm. Bây giờ chơi chán rồi thì bắt đầu ra quấn chủ. Vì bây giờ có cho vào chuồng thì cũng hài lòng rồi. Được chơi thoải mái rồi, hài lòng rồi. Sao mấy đứa không thích ăn cái cây me này à? Hả? Cây này có hoa nhìn đẹp phết đây này. Không thích ăn, cái cây này nó chua chua này. Có phải không? Chính xác, cây me, chua loét. Cây này gọi là cây me đất. Cây này phải gọi chính xác ở mình gọi là cây chu me.
Ngày xưa cứ gọi nó là cây chu me hay là cây tu me thì thế nó là cây cỏ dại thế. Nhưng nó chua chua. Cây này với lại cây rau sam. Cây rau sam thì bây giờ người ta săn đón, người ta gọi là rau trường thọ. Nhưng mà cây này và cây sam nó đều có vị chua chua. Đến thời bọn mày thì không biết được. Vì thời bọn mày không chơi những cái đấy nữa. Ngày xưa cái thời bọn anh thì còn những cái cây cỏ này là sẽ biết tên rất nhiều loại cây. Vì là còn biết vị của nó mà. Biết vị của nó tức là đã từng nếm thử thì sẽ biết vị của nó. Cây này nó chua. Cây này nó hoa xong không nó có cái quả. Cái quả của nó đây nó chưa có, nhưng cái quả của nó dài dài. Quả già thì nó có nhiều hạt, nó như kiểu quả đỗ. Nó như kiểu quả đỗ mà quả đỗ nhớt ấy, cái cây đỗ gọi là cái cây đỗ mà đỗ nhớt thì biết. Cái cây đỗ nhớt mà cái cây mà đồ nướng người ta hay cho vào đấy, cái quả nó như thế nhưng nó nhỏ hơn. Nhưng cái cây này sức sống của nó cũng bền này, không biết cây này có tồn tại được. Nếu cây này tồn tại được thì để cây này nó mọc cũng được. Cây này lại kệ nó này. Vì cái cây này thế thôi nhưng mà đào lên nhá, cái bộ rễ của nó ác liệt lắm. Nhìn trông nó thành một cục bộ rễ luôn. Cái này nó trùm ấy. Nó thành một cục, thành một tảng luôn. Chứ nó không phải là như là những cây khác đâu, một cái bộ gốc của nó là một tảng ở bên dưới luôn. Chứ nó không phải cây một. Cho bọn này ra mà nó ra nó cũng thôn nó lên. Tất nhiên rồi, nhìn thấy con bọn này được ra. Đó, cho mọi người ngắm cho nó thêm, tập trung thêm tí nữa. Đó. Để mọi người nhìn cái con chó. Khi mà mua những cái con chó con, khi mà mua những cái con chó con của trại nhà mình thì nó cùng ở trong, cùng trong cái tông dòng của cái bọn này thôi. Thì nếu mà mọi người nuôi theo mình hướng dẫn thì cái con chó về sau nó sẽ như những con này, nó không khác gì nhau cả. Còn mọi người nuôi theo ý mọi người thì mình trong những cái con chó mình bán đi là đã có hai trường hợp là nuôi theo ý của người nuôi, chứ không nuôi như mình hướng dẫn thì đến lúc là cái con chó nó không được như thế này. Cái con chó mà lông nó kém hơn, tai nó hơi bênh bênh, hoặc là thậm chí là có con tai dựng một bên. Là vì trong cái giai đoạn lớn mà nó cần dinh dưỡng thì lại không cho nó dinh dưỡng, bổ sung canxi thì cái giai đoạn nó cần canxi thì không bổ sung. Đây, được này, đây là thằng chó bản này, là thằng chó bản đây là một thằng đặc trưng của chó bản đó. Tai nó sẽ hơi bênh bênh như thế. Tai nó sẽ bênh bênh cho nó không cụp như là bọn nuôi ở dưới xuôi đâu. Còn muốn nó tai nó bênh bênh như con chó bản thì cứ cho ăn uống như bình thường. Cho ăn uống như bình thường và không cho ăn nhiều, tức là không cho ăn theo kiểu thoải mái. Ăn có một cái mức độ cầm chừng thôi. Thì con chó nó tai nó sẽ bênh. Vì con chó bản mọi người cứ hiểu là con chó bản là nó chỉ có ăn ngô với lại ăn cơm thôi. Nó săn được cái đồ gì thì nó ăn cái đồ đấy, nhưng tóm lại là nó ăn cơm còn thiếu. Đấy là cái đặc, có thể nói là cái con chó bản, cái đặc trưng chung của nó thế. Cơm ăn nó còn thiếu, chứ không nói đến thức ăn. Còn thức ăn của nó thì có thể nó lại đi săn được, nó lại được ăn thịt. Nhưng mà cơm là nó ăn rất ít nhá. Con chó bản là gần như là nó sẽ ăn rất ít cơm. Vì là cơm gạo ở trên bản không phải là cái thứ mà nhà nào cũng có đâu, còn thiếu thốn rất là nhiều. Một tháng ăn ăn ngô 29 ngày, một ngày có cơm ăn là cái chuyện bình thường, không phải là cái chuyện gì lạ. Hiện tại bây giờ đấy, chứ không phải là kể chuyện ngày xưa đâu. Đấy là cái mà thực tế mà khi mà mình đi tìm chó ở trên bản. Đi tìm chó, bắt chó thì thực tế là mình nhìn thấy như thế. Rất nhiều gia đình là người ta 29 ngày ăn, một tháng là 29 ngày ăn ngô và chỉ có một ngày ăn cơm thôi. Ăn cơm là còn phải suy nghĩ, chứ không phải là cơm thừa là để bữa sau. Cơm nấu cơm mà ăn mà thừa bữa này là để bữa sau ăn, chứ không đến lượt chó. Chó là để sau. Chó ăn ngô được. Vì người còn ăn ngô nữa là chó. Nhưng mà có nhiều người thì cũng lại hơi kỳ quặc cái là có nhiều người thì về con chó nó về xuôi này thì lại cứ có suy nghĩ là muốn nuôi nó như ở trên bản thì cứ cho nó ăn ngô.
cứ cho ăn ngô thôi. Nhưng mọi người không hiểu được cái vấn đề là ở trên bản là người ta nuôi con chó nó thả hoàn toàn, gần như là 10 nhà nuôi thì 9 nhà là thả con chó. Thế thì người ta cho nó ăn ngô nhưng mà con chó nó thả nó còn đi săn được. Nó sẽ tự nó kiếm được cái đồ tươi để nó ăn, chứ nó không phải là nó chỉ có ăn ngô. Và cái ngô của người ta nó cũng là cái ngô theo kiểu là ngô sạch, ngô nương là một. Và cái thứ hai, cái cách chế biến của người ta, người ta làm ngô là người ta ninh kỹ. Chứ mà cho ăn là cho ăn dối, là đâm ra là con chó là từ con chó đẹp thành con chó hỏng. Tốt nhất là ở dưới xuôi này cho ăn là mọi người, nếu mà mọi người nhìn những cái con chó mà mình nuôi ấy, mà mọi người thấy nó vừa mắt ấy, thì tốt nhất là mọi người cứ cho ăn giống như mình, là ăn, nếu có cho ăn cơm thì sẽ kết hợp ăn cơm và ăn hạt, nhưng hạt phải là chính. Vì giống chó ta này nuôi hạt nó không có tốn bao nhiêu cả, nó ăn ít chứ nó không có ăn nhiều như là chó Tây. Là một, cái thứ hai nữa là cái này này, cái canxi này, cái lọ canxi này. Đây này, cái canxi này và cái chibi và cái hộp chibi này, là hai cái thứ này là bổ sung cho chúng nó. Cứ bổ sung cho chúng nó thì nó sẽ ra con chó như thế này. Vì mọi người có chăm chó kiểu rời, mọi người có chăm rời chăm biển, mà mọi người mà không cho ăn cái chibi, con chó nó khác, nó sẽ khác con chó cho ăn chibi. Cho ăn cái bột chibi này kiểu gì con chó nó cũng đẹp hơn, chắc chắn một điều như thế luôn. Và nhìn nó đẹp hơn rồi, nhìn lông, cái màu lông của nó mà là màu trắng, màu lông nó sẽ trắng hơn, lông nó sẽ nhiều, đủ lông hơn. Nhưng mà đấy là nhìn thôi, còn sờ vào thì cái lông của con chó nó sẽ mềm, nó sẽ có một cái độ mịn lông. Nó sẽ có một cái độ mịn và sờ, cảm giác mà sờ nó mềm, cảm giác sờ nó thích lắm. Như kiểu là sờ vào cái nhung ấy, như là sờ vào cái vải nhung ấy, nó còn thích hơn là sờ vào cái vải nhung. Dù là cái con chó là theo cái những cái giống chó là lông của nó là nó không phải lông mượt nhá. Đấy, đây đây. Vì là cái sợi cứng với này cái sợi mềm là nó phân biệt hẳn ra, nhưng khi sờ vào vẫn thấy là nó có một cái độ mịn. Vì sao? Vì là cái lớp lông đệm nó mọc đủ thì sờ sẽ thấy nó có độ mịn, và cái lông của con chó nó đủ lông ấy thì lông, và cái lông của con chó nó bông. Nó bông lông thì nó không bị bết. Nó không bị bết lông. Thành ra là con chó nó không tắm nhưng mà nó vẫn cứ sạch. Đó, nhìn trông nó vẫn cứ sạch. Từ bé đến giờ đã tắm lần nào đâu. Nhưng đấy là từ bé đến giờ chưa tắm lần nào, nhưng mà con chó nó vẫn, lông của nó vẫn rất là đẹp. Và nó cũng chẳng bị nấm bao giờ cả. Là vì là cái bộ lông của nó là một cái bộ lông đủ, một cái bộ lông tốt. Được bổ sung thì nó sẽ như thế. Mọi người mà nhìn những cái con chó mà mình nuôi mà mọi người thấy ưng ý thì mọi người cứ đấy, cứ nghe mình cái chibi này và cái canxi này. Muốn con chó nó thật là đẹp, thật là nhanh đẹp thì có thể là một cái hộp chibi có thể 300.000 dùng một tháng. Còn nếu mà chăm sóc con chó bình thường từ từ, giả sử như bọn này của mình nhá, thì một con là một hộp sẽ ăn được 2 tháng, chứ không phải một tháng. Một hộp là một con phải ăn được 2 tháng. Một ngày nửa thìa thôi là nó mỹ mãn rồi. Còn nếu mà ai mà chăm mà một ngày cho 2 thìa nuôi một con chẳng hạn, thì chắc chắn là cái bộ lông của nó sẽ phải đẹp hơn như thế này nữa. Một ngày 2 thìa kiểu gì nó sẽ phải đẹp hơn như thế này nữa. Vì cái chibi nó bổ sung cái dinh dưỡng, nhưng mà cái dinh dưỡng hấp thụ được ngay là một. Cái thứ hai là nó giúp cho cái tiêu hóa của con chó nó rất là tốt. Cái khả năng hấp thụ những cái đồ ăn vào nó tốt hơn hẳn. Nên là con chó còn lông là nó sẽ mướt. Nhưng mà nó lại là một cái mà nó bổ sung thêm những cái dinh dưỡng mà trong đồ ăn nó quá ít. Hoặc là trong đồ ăn nó có nhưng con chó nó khó hấp thụ được. Thì ở trong chibi nó có và nó là cái đồ dễ hấp thụ. Thế cho nên là cái việc cho ăn chibi và không cho ăn chibi là con chó nó khác nhau hoàn toàn. Là vì như vậy. Nó chỉ cần 10 ngày thôi là mọi người sẽ thấy nó khác hẳn rồi. Nhìn bằng mắt thường là thấy nó khác nhau rồi. Đấy là cái là nếu mà đặc biệt những cái người nuôi những cái giống chó nhiều lông, như là Bắc Hà này chẳng hạn, hay là những cái giống chó Tây, mà là những giống chó nhiều lông, thì mọi người cho ăn chibi thì nó khác hoàn toàn luôn. Việc cho ăn và không cho ăn nó khác nhau hoàn toàn. Chỉ sau khoảng tầm 1 tuần 10 ngày là đã thấy cái sự khác của nó rồi. Và nếu mà có bận mãi mà 1 tuần mà có không tắm thì, hay là 1 tháng không tắm thì con chó nhìn trông nó vẫn cứ là mướt và lông nó không bị bết. Đó, đây này.
chưa tắm bao giờ. Con chó ở trên bản thì có khi nó còn được tắm, chứ con chó ở nhà mình thì lại không được tắm bao giờ. Trừ phi là chúng nó nghịch bẩn cái gì ấy thì tắm thôi. Hoặc là tiện cái đợt nào thật là rảnh thì nó tắm được, chứ bình thường bận thì cũng không tắm được. Chó trên bản có khi nó tự ra suối nó tắm. Đi vào đây nào. Ok rồi, rồi cho chúng nó vào đi thôi. Cho vào để quay mấy con chó con không tối. Quay mấy con cọc.